Đây chính là không gian lễ gia tiên của nhà trai của Á Hậu Phương Anh và diễn ra vào ngày mai, và bên mình hiện tại đang thi công. Thì cái tông màu ở đây là tông màu trắng kèm với mỡ gà, không biết mọi người thấy có xinh không. Dạo gần đây thì bên mình đã đổi qua một cái style đó là không có lá và hạn chế tối đa việc lá, để theo những cái trend mới của các cô dâu chú rể, rất là theo phong cách hiện đại nhưng mà vẫn giữ nguyên cái bản chất rất là ô dề, rất là nhiều hoa. Cho nên là khi mà mọi người nhìn vào trong những sản phẩm bên mình làm á thì nó cũng sẽ rất là nhiều hoa nhưng mà nó sẽ không có lá, nó sẽ khác với style hồi trước khi mình đi. Thì không biết là mọi người cảm thấy cái style này có ok không, và đặc biệt là mình có vận dụng vào đó việc là đi đèn led rất là nhiều. Thật ra thì đối với những cái phân khúc này thì nó rất là tốn về cái ngân sách cũng như là công để mà làm lên một cái sản phẩm như thế này, một cái gia tiên, thì ít nhất bên mình phải đi từ 10 cho đến 15 người để mới có thể thi công được. Và đặc biệt là bên mình chỉ làm những cái gói thiết kế giống như kiểu cô dâu chú rể tin tưởng và giao phó cho mình. Sau này thì bên mình có thể là công nghiệp hóa và chuyển những cái mẫu này sang những mẫu có sẵn, còn hiện tại là tụi mình đang trong quá trình ra những cái dòng mới để đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường. Cho nên hầu hết là những cái gói phân khúc thiết kế có nghĩa là cô dâu chú rể tin tưởng và giao cho mình một số ngân sách, và cô dâu chú rể nói rằng là thích như vậy và tin tưởng mình đó thì mình sẽ thiết kế ra. Còn mà nếu mà trên bản vẽ thì mình tự tin rằng là mình sẽ làm không giỏi được bằng, tại vì thời điểm hiện tại là mình là chuyên về phân khúc nhiều hoa, nhưng mọi người biết, còn mọi người muốn đi theo những cụm màu này thì nó cũng là một cái sản phẩm mới cũng như là một cái kinh nghiệm mới. Cho nên mình muốn đưa ra những cái là giữ nguyên được cái bản chất bên mình là luôn luôn nhiều hoa nhưng mà vẫn có được những cái cụm màu như thế này, thì cách phối nó cần phải có một cái sự sáng tạo. Cho nên nếu mà cô dâu chú rể tin tưởng mình, ví dụ như là hôm nay cô dâu Phương Anh rất là tin tưởng mình giao phó anh Tứ làm sao miễn sao đẹp thôi, hành tráng thôi, bởi vì cô dâu chú rể đã coi rất là nhiều sản phẩm bên mình và tin tưởng, thì đó là một trong những cái niềm rất là vui để cho mình làm. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Mình là Sam Minh Tứ, chia sẻ clip hậu trường về ngày trang trí cưới cho